Chiều ngày 16 tháng 6, Hồng Phượng, con gái nghệ sĩ Hồng Nhung, cháu ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tổ chức họp báo để làm rõ những ồn ào vừa qua của gia đình về vấn đề tranh chấp quyền thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tại đây, Hồng Phượng khẳng định cô không phải là người gửi đơn kiện Hồng Loan, con gái hợp pháp của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thay vào đó, quyết định kiện là mẹ Hồng Phượng khuyên mẹ rút đơn nhiều lần nhưng không được. Cụ thể, Hồng Phượng cho biết, tôi đã nói với mẹ không thắng được trong vụ kiện này. Tôi nghĩ lý do mẹ quyết định như vậy vì bức xúc, tức giận nên mới làm như vậy. Vì trong gia đình không giải quyết được thì mẹ nhờ pháp luật giải quyết. Tôi đã nói với mẹ nhưng mẹ vẫn quyết định như vậy thì tôi đành chịu. Đồng thời, luật sư đại diện pháp lý cho Hồng Phượng khẳng định cô không có ý định tranh giành tài sản với Hồng Loan. Luật sư nói, về việc Hồng Loan là con ruột hay con nuôi, có gì chút miệng hay đối với Hồng Phượng không quan trọng, vì Hồng Phượng không tranh giành gì hết về tài sản. Theo Hồng Phượng, hiện tại Hồng Loan đã sang tên tài sản nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trước đó ít ngày, Hồng Phượng xác nhận cô và mẹ đã dọn ra khỏi nhà của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Phượng cho biết, trước thời điểm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, cô và Hồng Loan chưa từng xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, vừa tròn 49 ngày mất của Vũ Linh, Hồng Loan lập tức yêu cầu mẹ con cô phải dọn ra khỏi nhà với giọng điệu khó chịu. Điều này khiến mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng cảm thấy bức xúc. Giữa tôi với Loan không có gì, chỉ là mẹ tôi và Loan. Tôi nghĩ việc Loan nói trong nhà không có tiếng nói chung thì khó sống đúng. Nhưng Loan có thể yêu cầu tôi ra khỏi nhà bằng cách đàng hoàng. Đằng này Loan lại khóa cửa cho 2-3 ngày để dọn đi. Tôi có một người mẹ lớn tuổi, một người con nhỏ. Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư. Nay chỗ này mai chỗ kia, quần áo đồ đạc tôi cũng không thể lấy được. Mong xét cứu xem trường hợp của gia đình tôi có phải dọn ra khỏi nhà hay không. Tự nhiên khi cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi. Đó là điều tôi đau lòng, Hồng Phượng cho biết. Nói thêm về ồn ào gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ngày 7 tháng 6 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái Vũ Linh gửi đơn kiện con gái hợp pháp duy nhất của cố nghệ sĩ với yêu cầu được thừa hưởng tài sản. Về phía Hồng Loan, sau khi nhận được đơn kiện, cô cho biết bản thân không sai nên sẵn sàng ra hầu tòa. Theo lời Hồng Loan, ban đầu cô có đề nghị sẽ bán đất đai rồi chia tài sản đồng đều cho con cháu, thế nhưng người thân trong nhà không đồng ý, dẫn đến bất đồng tiếng nói. Bên cạnh đó, Hồng Loan khẳng định không hề có tham vọng muốn chiếm hết tài sản, cô nhấn mạnh chỉ muốn đứng lên bảo vệ tài sản của cố nghệ sĩ để lại. Hồng Loan cũng thừa nhận việc mời mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng và chị Nga, người chăm sóc của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong 10 năm qua rời khỏi nhà. Con gái Vũ Linh chia sẻ rằng vì mọi người đang căng thẳng, không có hòa khí nên không sống chung được. Sau này khi mọi chuyện lắng xuống thì ngồi lại nói chuyện. Giờ đây ngôi nhà Vũ Linh chỉ có vợ chồng Hồng Loan và các con sinh sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.